Khi anh em chơi Bad World cùng với bạn bè, thứ không bao giờ có thể thiếu đi đó chính là những trò đùa cực kỳ hài gión như bắn fireball, block trap và phổ biến nhất đó chính là đập cầu khi đồng đội đang bắt block. Nhưng anh em đã bao giờ gặp trường hợp mình chôn đồng đội đang bắt cầu mà mình lại chôn chính bản thân mình chưa? Đừng lo, Chun ở đây để giải quyết điều đó. Và Chun xin giới thiệu anh em một item có tên là Brick Japper. Japper. Item này sẽ phá hủy 16 block bằng len chỉ trong vài giây. Anh em có thể sử dụng nó để chôn đồng đội đang bắt cầu vì nó phá hủy block rất nhanh và có thể xử lý đối phương đang bắt cầu cao hơn anh em. Để có được vật phẩm này, anh em chỉ cần vào shop mua đồ của 2 Big Show Bad World và vào phần Rotating Item. Chỉ với 3 vàng là anh em đã có thể sở hữu item này rồi. Ok, hôm nay Chun sẽ dùng cả item này để chôn bạn bè của Chun lẫn cả Chun luôn. Nếu như anh em thích video này thì đừng quên để lại một like, subscribe để ủng hộ mình nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Giờ thì vào video thôi, let's go. Ok, Ken ơi, Ken thử bước đi chú xem nào. Ken thử bước đi chú xem nào. Nào. Sao vậy? Nhìn lại, Ken ra đây nhìn lại. Đây. Cái gì đó. Oh shit. Ủa nó chỉ ngắn thế này thôi á. Thôi kìm đi. 15 lóc à. Ủa giáp bờ này bao nhiêu tiền á? 3 gòn. Ha, chúng ta sẽ đi chôn. Đi chôn rồi phải làm sao xong mình chôn xong đấy mình xong rồi mình không phải chú có thể chôn được một thằng hay sao? Từ từ nhá. Đây, cái nhìn này. Trời, lui. Ôi, ngon. Ôi, chớ. Ôi, chôn được à? À, hàng phế mà. Chôn được à? Ngon vậy. Được. Ok. Sao nó kích bị to tí vậy? Từ từ, để chú nhé, không phải chú nhé, rồi chú đã. Ice big fuck. Lên đi go go Power Ranger. Mày chôn vai trưởng. Ai mua nhầm thuốc rồi. Đi đi. Kèo phải mua sập big chứ nhỉ? Ta lại mua. Từ trong bé hết à? Ai, trong lâu đỏ, trong lâu đỏ. Đây, trên này. Chú này. Ôi giời ơi. Cái này. Ai trưởng? Chết chung mày luôn. Dài quá sao ba sợ cắt dài vậy? Cắt đúng dài. Mày biết gì không? Mày dùng xong tao dùng nữa. Tao đang thủ á. Ai về tao định thủ mày, về mày thủ tao luôn. Mẹ mày chồn cái này. Chồn. Luôn. Khi không giờ một em cũng tranh ôn chết tổ rồi. Pokemon. Ya. Về đi anime. What the fuck? Oh. Bị skip đi. Oh hay quá. Anh ơi, cứu. Paladin. Bob boy. Đó sao tôi chả thấy mình team nào chơi nghĩ mua màu rồi. Fucking colorblind. Cái 4v4 nhà. Ồ, nếu mà mua màu thế nhá thì Ken sẽ tất cả mọi người kể cả da đen hay da gì Ken đều nhìn thấy màu đen. Everything mà... is black and white. Còn nếu mà skin đen thì Ken sẽ nhìn ra da trắng. À từ đấy Ken bắt đầu phân biệt người da trắng. Ô, quay một tấm bằng rồi. Thả đi, kiếm đi. Thả đập rồi. Thả gai gì nữa. Thả gai đi. Đập một tiên ti như vậy.
Heal của Jonas. Đó, thằng này, thằng này đứng đứng mất trước mặt. Các em thơm mùi quá. Wow. What the fuck? Mít. Dạ, có chừng thằng này nó click game không anh em? Cái nào? Đúng rồi. Lại. Có sao? Hay quá. Có cái bla bờ. Anh đâu có thằng tiếng bên ngoài nha anh. Đây cái bịa. Bị bắt. Đi ra. Ôi, tí chết. Dạ. Cái cha nó tôi cân ba luôn nè. Bố mày cân ba luôn nè, mày ngầu không? Trời ngầu dữ rồi. Mày gái không sờ blick luôn phải bị. Kìa tới nó kìa khăm. Yeah. Quá nhiều. Khăm. Bắn trong nhà mà luôn. Bắn trong mày mà Ken. Đây, đem xem tôi có print nha. Trời ơi. What a cup. Chơi nha. Hiểu nha. Ok, lắp lên luôn đi. Chết rồi. Anh kêu nó buồn. Nó đứng đây, nó chấp nhận số phận. Oh no, xin lỗi bạn nhé. Mình sẽ cho bạn này. Chưa hết đồ mẹ đâu. Chị rớt. Đâu? Oh shit, give me đi. Ngon, trời trời, đã dữ trời mà không biết thôi. Bước đi không ai hồi tới được. Có một thằng gái ấy. Mày lô binh mày ơi, nắm rớt quá. Ok. Ai? Pha nó đánh bật lại phải bồn chúng ta ăn chó lỗ biển. Làm sao? Ooh, đâu ta chém vi phải rồi. Nó phải. Thôi lần sau chúng ta thủ những cái số nước. Chứ anh em đi Quy Nhơn nhiều quá, anh em dễ bắt lửa. Ken bén lửa thôi, Ken bén lửa xíu. Rồi tôi bén lửa. Chú ăn nguyên của Fibo mà cũng chả cháy, Ken bắt lửa. Trời ơi, đi ngang qua đám lửa cũng bị bắt. À chú thấy thằng Blue cuối ạ. Wow, đại nga Split tốt bụng ghê, Split được có 5 cục sắt à. Thì đã ai à. Oh! One one. Ô, cho quả phải bố mồm mà, sao không chưa chết kìa. Chết rồi hả? Hả? Ô, chết rồi. Dạ. Đụt tới cả. Cái này bắt lửa xem vào Ken. Ơ nhà nó kém bắt lửa thật kìa. Kém bắt lửa thật kìa. Vài cái gì? Thật đấy, kém bắt lửa thật. Cái gì à? Ờ nhảy vòi. Không chó. Ok. Anh cũng muốn cướp đào. À hoài. Qua đền này. Ui. Giá tím. Burger. 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 Oh, runner. Ai khỏi tập lúc đi. À, giờ đông. Ok. Ok, blow đi. Hay quá. Có chút được không? Hay vậy. Chết rồi. Skibidi. Đi ạ. Ô, dì lộ ra mẹ. Nhìn kia. Go, mà té được hai làm xong rồi đấy. Skip được rồi. Rồi. Đó. Mày được. Ồ nó bay được rồi. Ông ơi. Rồi nó lại bay nè bơ chứ không bay. Con. Ảo cái giờ, Speed lấy ở đâu?